Xin chào tất cả mọi người, mình bên đèn hoàng gia.vn. Hôm nay mình giới thiệu với mọi người đèn LED chiếu cây loại 18W đổi màu, sử dụng nguồn điện 220V. Đây là hình thức của đèn. Loại này là có 18 mắt LED, 18 mắt LED với công suất là 18W và ánh sáng đổi màu dạng RGB, tức là đỏ, xanh lá và xanh dương, red, green, blue. Thì loại này hình thức đổi màu gồm có 7 màu, sẽ phối thành 7 màu và các cái màu phụ khác nữa. 7 màu đó gồm có là 3 màu cơ bản, gồm có màu đỏ, xanh dương, xanh lá và những cái màu bộ màu khác nữa, là gồm có xanh lơ, tím, vàng và trắng. Đấy. Thì đèn có đế đế đây. Khi bắt đèn, khi lắp đèn thì mình sẽ tháo con ốc này và mình gắn đế này vào nền sàn. Đấy. Và hoặc là tường tùy, nói chung là về vào vật cần mình gắn ba vít ở đây đấy, và sau đó mình bắt con ốc này mình gắn sau đi, mình cứ để ốc vậy rồi mình gắn đi, mình xoay xoay mình gắn đấy. Thì và mình có thể chỉnh hướng được rất là chủ động đấy, hướng nào cũng được. Thì ngoài các cái màu đơn màu thì như cái đèn này là đơn màu, gồm có 7 màu, 7 màu lúc nãy mình thống kê, thì nó có ánh sáng đổi màu như vừa nói. Và điện áp của nó là điện áp 220. Ngoài điện áp 220 bên mình còn có loại điện áp 12-24V, điện áp an toàn, sử dụng cái nguồn này. Nguồn to hoặc nhỏ tùy tùy công suất của nguồn. Đấy. Đi kèm thì nó sẽ đảm bảo cái điện cho an toàn cho cái đèn sân vườn của bạn. Thì với cái đèn sân vườn thì tốt nhất là mình sử dụng cái loại điện áp 12-24V sẽ an toàn hơn. Ví dụ như cái đèn này khách mua về để lắp trên cao để chiếu xuống, cho nên là không cũng không cần thiết lắm. Còn với sân vườn khi mình lắp cái điện áp 24V rất là an toàn. 12V. 12-24V. Đấy thì ví dụ mình có làm cỏ hay làm sới vườn, nó đứt dây thì cũng chẳng vấn đề gì cả. Và khi nó không chập hay là lỡ có rò điện thì cũng không sao, vì nó là điện áp an toàn rồi. Hay là khi chập, nếu như mà sử dụng nguồn điện áp 220 ấy, thì nó sẽ gây nhảy nhảy automat. Đấy. Nhưng với loại này thì không nhảy và mình tìm được cái đèn nào nó đang bị lỗi. Với đèn điện áp 220 mà ví dụ nếu mà dùng loại chống giật ấy, khi bị rò điện ra đất ấy, thì nó sẽ nhảy và không biết được là đèn nào, đoạn nào dây đang bị. Còn với loại này thì mình vẫn cứ bật và sáng các đèn khác, đèn nào bị mất điện thì mình sẽ biết được đoạn đèn đấy, rất là dễ. Nhiều người thì không mua nguồn vì không thích bỏ thêm một số tiền nho nhỏ nữa để mua cái nguồn để chuyển đổi, nên là đôi khi trong quá trình sử dụng thì mình cũng hơi bất tiện. Đấy, đầu tư một cục nguồn này, ví dụ nguồn 100W giá chỉ có 600 nghìn, nhưng mà rất là tiện lợi. Đấy. Bây giờ mình sẽ thử ánh sáng của đèn nhé. Đây, khi cắm cắm thì ánh sáng đỏ là đầu tiên này. Sáng đỏ này. Sang xanh lá này, xanh dương này. Đấy, và nó sẽ nháy màu tím này. Nó sẽ nháy ra các màu khác nhau với chu kỳ không đổi và có nhiều chế độ nháy, nháy nhanh và nháy chậm. Đấy. Thì ai có nhu cầu mua đèn thì liên hệ với đèn hoàng gia.vn hoặc số điện thoại 0916773555. Đây là mẫu 18W, ngoài ra bên đèn hoàng gia còn có các mẫu 3W, 6W, 9W, 12W, 24W, 36W và 54W. Rất là đẹp đúng không ạ?